nhằm hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động 50 ba sạch do Hội Phụ Nữ các cấp phát động. Trong những năm qua, các chi hội phụ nữ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Mỹ đã vận động đến từng hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, phong trào phòng chống rác thải nhựa cũng được các hội viên hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, trong năm 2020, tại phường An Mỹ đã có 2 điểm sáng trong phong trào tự quản về vệ sinh môi trường. Với cách làm sáng tạo, thực tiễn của hai chi hội đã mang đến những kết quả thiết thực và được các hội viên đồng lòng tham gia tích cực. Mời mọi người chúng ta hãy cùng đến với chi hội khu phố Mỹ Bắc và Mỹ Tây để cùng xem các chi hội đã và đang làm được những gì để góp phần bảo vệ môi trường nhé. Để hiểu rõ hơn về mô hình phân loại rác thải nhựa, thùng rác xanh thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với khu dân cư An Mỹ Đông thuộc chi hội khối phố Mỹ Bắc, phường An Mỹ, là một trong những chi hội đã tiên phong trong vấn đề giữ gìn và bảo vệ vệ sinh môi trường tại địa phương phường An Mỹ. Như mọi người đang thấy, các hội viên đang cùng nhau quét dọn đường phố vào lúc sáng sớm. Những hành động nhỏ này xuất phát từ ý thức và nay thành thói quen mỗi buổi sáng của các chị em của khối phố Mỹ Bắc. Chính những thói quen này đã góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Từ những hộ gia đình còn tiết một khoản tiền nhỏ hàng tháng để công ty môi trường thu gom rác, qua sự vận động của các chi hội, ban cán sự hội, đến nay 100% gia đình là hội viên phụ nữ đã nộp tiền hàng tháng để công ty môi trường thu gom rác thải. Ngoài ra các chị cũng đã để rác đúng nơi quy định. Và hôm nay chúng ta đi trên các tuyến đường lớn như Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học hay các đường trong xóm nhỏ đều thấy những con đường xanh, sạch, đẹp nhờ những ý thức của hội viên, của người dân Mỹ Bắc. Và đây là mô hình thùng rác thân thiện do chi hội và chi đoàn phối hợp thực hiện. Nhận thấy rằng những chương trình hành động của hội và đoàn thể về phong trào vệ sinh môi trường, chi hội và chi đoàn được sự hỗ trợ của chi ủy chi bộ đã phối hợp xây dựng mô hình thùng rác thân thiện như thế này. Mô hình này được để tại đường Nguyễn Thái Học là khu vực gần nơi buôn bán đông dân cư nhất của khối phố Mỹ Bắc. Mô hình này gồm có dàn kệ và 2 thùng rác. Thùng rác được làm từ thùng nhựa lớn, sau khi được thu gom lại sẽ được tô lên những mảng màu mới, những hình ảnh mới, dễ thương đầy sức sống để tạo nên sự bắt mắt và thân thiện với môi trường sống. Một thùng dùng để chứa rác thải không thể tái sử dụng được và một thùng chứa rác thải có thể tái sử dụng như chai nhựa, vỏ lon, thùng giấy, cạc tông. Ở cái chi hội này là chi hội trưởng đã vận động chị em là có phong trào là 50 ba sạch, cũng như là vận động chị em có phong trào là phụ nữ tâm kỳ là cử chỉ đẹp và nếp sống văn minh. Thì là thường thường xuyên là ra quân dọn dẹp vệ sinh, rồi chăm sóc cây xanh tại nhà, rồi là hướng dẫn chị em là phân loại rác nguồn. Và từ đó có cái kết quả là nhà nhà, rồi đường phố, là từng con đường khu phố là xanh sạch sẽ thoáng mát. Thì chị em đã ý thức được cái bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như là bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh, thì càng ngày đưa cái nếp sống văn minh càng đi lên. Với những việc làm cụ thể, thiết thực từ hai chi hội khối phố Mỹ Bắc và khối phố Mỹ Tây, bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan khi mà phong trào phân loại rác được các hội viên ủng hộ hết mình. Đến nay, hai chi hội có 100% hộ gia đình có thành viên là hội viên không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, đã tham gia phân loại rác theo lời vận động của ban cán sự chi hội. Với vai trò là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Mỹ, trong những năm qua, bản thân cùng với thường trực vận động hội viên phụ nữ tham gia thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch, phong trào phụ nữ tam kỳ cử chỉ đẹp sống văn minh và phong trào chống rác thải nhựa. Bằng những việc làm thiết thực hành động như là ra mắt các mô hình các câu lạc bộ đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng gia đình hội viên phụ nữ và phát huy kết quả đạt được trong những năm qua. Năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với đoàn thanh niên ra mắt mô hình thùng rác xanh. Đối với mô hình này thì hướng dẫn hội viên phân loại các loại rác thải
đối với rác hữu cơ sẽ giao cho công ty môi trường, còn đối với loại rác vô cơ, chi hội sẽ phân loại và thu gom đem đi bán. Số tiền bán được sẽ hỗ trợ lại cho một số hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của hai khối phố. Với những cái kết quả khả quan ban đầu như vậy, tôi hy vọng rằng trong những năm tới, mô hình sẽ phát huy hơn nữa, tốt hơn nữa cái tính nhân văn của nó. Vì môi trường sống, vì phong trào hội, từ những suy nghĩ của các chi hội, các chị trong ban cán sự chi hội đã vận động hội viên thực hiện các phong trào, và với những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả đã xây nên những nếp sống văn hóa văn minh nơi đô thị, góp phần bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta, góp phần bảo vệ xây dựng văn minh đô thị năm 2020 và những năm về sau.